Hồ Văn Cường tiết lộ lời nhắn nhủ của mẹ Phi Nhung và nguyện vọng trường đại học. Mới đây, gần với 1 triệu thí sinh trong cả nước, Hồ Văn Cường đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt cho kỳ thi của Hồ Văn Cường sau hàng loạt ồn ào không đáng có thời gian qua. Trò chuyện với Hồ Văn Cường sau khi kết thúc kỳ thi và nhận được sự chia sẻ đáng yêu từ phía giọng ca nhí. Xin chào Hồ Văn Cường, chúc mừng bạn đã hoàn thành kỳ thi trung học phổ thông 2021. Cảm giác của bạn bây giờ thế nào? Sau khi thi xong, mình thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai. Từ trước kỳ thi, có rất nhiều áp lực khiến mình bị phân tâm và ảnh hưởng không nhỏ. Chính vì thế, sau khi thi xong môn cuối cùng, mình đã vô cùng nhẹ nhõm. Việc đầu tiên Hồ Văn Cường làm sau khi kết thúc kỳ thi là gì? Ngay sau khi về đến nhà, mình đã ngủ một giấc thật đã cho tới tận sáng nay mới dậy. Những ngày trước khi thi, mình thường ôn khá muộn nên thi xong thì buồn ngủ thôi. Trong các môn thi, Hồ Văn Cường tự tin nhất ở môn nào? Thực ra nói tự tin thì không hẳn, vì mình không quá xuất sắc ở các môn thi, nhưng theo mình dự tính thì có lẽ đều đạt trên điểm trung bình. Mình tự tính nhẩm thì các môn trung bình đều qua 5 điểm. Còn tiếc nuối nhất với mình có lẽ là môn văn, do mình bị tụ đề, nên kết quả có lẽ không được tốt như dự định. Trong phần ôn tập, mình hoàn toàn không dự đoán được đề thi sẽ rơi vào thơ, nên hy vọng các bạn thí sinh năm sau đừng ôn lịch tụ như mình. Gia đình có đặt ra yêu cầu về điểm số cho Hồ Văn Cường trước khi bước vào kỳ thi đặc biệt này hay không? Thật ra mình cảm thấy khá may mắn khi gia đình không đặt quá nhiều áp lực cho mình. Mọi người chỉ động viên tập trung ôn tập và cố gắng hết sức, còn kết quả thế nào không quá quan trọng. Còn bản thân mình luôn tự đặt ra mục tiêu là tốt nghiệp trung học phổ thông là được rồi, không mơ ước gì cao hơn. Mẹ Nhung có nhắn nhủ gì đến bạn kỳ thi này hay không? Từ hôm trước, mẹ Nhung và ba mẹ đã thường xuyên động viên và chia sẻ tới mình. Hôm đi làm thủ tục thì có mẹ và ba Tèo cùng mấy anh chị đưa mình đi. Mẹ Nhung cũng nhắn tin động viên, cổ vũ tinh thần và dặn mình giữ gìn sức khỏe. Nhiều fan hâm mộ lo lắng những lùm xùm thời gian trước sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của Cường, còn thực tế thì sao? Tất nhiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng mình biết phải tập trung vào điều gì quan trọng hơn. Vì thế mình đã gác lại tất cả để tập trung cho việc thi, hy vọng sẽ có kết quả tốt. Có vẻ như Hồ Văn Cường nói riêng và các bạn học đã trải qua kỳ thi quá nhiều cảm xúc. Khi nỗi lo lắng về dịch bệnh trở thành áp lực không nhỏ, bạn nghĩ ra sao về điều này? Mọi người đều biết, năm nay mình và các bạn đi thi, ngoài nỗ lực thi hay kết quả còn lo lắng về dịch bệnh nữa. Tuy nhiên trong quá trình thi, bọn mình đều tuân thủ các quy định như đeo khẩu trang, xịt khuẩn để hạn chế tới mức tối đa. Hồ Văn Cường có thể tiết lộ một chút về nguyện vọng trường đại học mà em hướng tới, một trường về nghệ thuật hay ngành nghề khác. Mình có nguyện vọng vào trường đại học Hoa Sen. Ngành học cũng không liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật. Chi tiết cụ thể hơn, mình sẽ xin phép tiết lộ sau. Mình sẽ tiếp tục trau dồi và nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện hơn về giọng hát và mang đến cho fan hâm mộ và khán giả những tác phẩm tốt hơn. Hy vọng mọi người sẽ tin tưởng và chờ đợi một Hồ Văn Cường trưởng thành hơn trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của Hồ Văn Cường.